Trong khi thuyết giảng, nếu có điều chi sơ sót, kính trên Hòa Thượng Trụ Trì Chư Tôn Đức Tăng và tất cả các Phật tử niệm tình hỷ xả cho. Kính thưa quý vị, tối hôm nay chúng tôi xin được phép trình bày, chia sẻ một bài pháp có cái tựa đề là Khác nhau ở một cái nhìn. Tại sao chúng tôi chọn cái đề tài khác nhau ở một cái nhìn? Vì chúng tôi muốn các Phật tử chúng ta có một cái nhìn về cuộc đời này bằng trí tuệ. Khác nhau ở một cái nhìn, đời hư hay thực, tâm mình sáng soi. Cái ý của chúng tôi muốn là chúng ta phải tập nhìn cuộc đời này qua lăng kính trí tuệ. Vì đạo Phật là đạo trí tuệ. Mà trí tuệ ở đâu thì an lạc hạnh phúc ở đó. Cũng một vấn đề mà chúng ta nhìn thiếu trí tuệ thì chúng ta sẽ đau khổ. Mà nếu chúng ta nhìn qua lăng kính trí tuệ thì chúng ta sẽ được an lạc. Có câu nói rằng là khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống. Cái chữ biết ở đây là trí tuệ, hay còn gọi là chánh niệm. Trong kinh Đức Phật có dạy là chánh niệm là sống, thất niệm là chết. Như vậy cái chữ sống ở đây là chúng ta sống bằng trí tuệ. Cái chữ biết, kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi muốn quý vị dựa vô cái bài thơ đạo này để chúng ta có một cái nhìn trí tuệ về cuộc đời. Thứ nhất là biết đạo không buồn chuyện thế gian, chúng ta thấy an lạc rồi. Thứ hai là biết đủ, không chi phải vội vàng. Từ bi hỷ xả, lòng thanh thản. Mà nghe lời Phật dạy thì sống an khang. Thường thì những dịp đầu năm hay chúc mừng nhau, chúng ta hay nói chúc cho quý vị có một cuộc sống an khang. Nhưng mà chúng tôi nghĩ chỉ có nghe lời Phật dạy thì chúng ta mới có được một cái đời sống an khang. Vậy hai câu đầu là biết đạo không buồn chuyện thế gian. Cái chữ biết đây là có nghĩa là chúng ta phải ngộ được đạo bằng trí tuệ thì chúng ta mới vượt ra được cái chuyện buồn của thế gian. Sống trong cuộc sống này, thế gian này ai cũng có sự buồn khổ. Và bây giờ chúng ta muốn không còn buồn chuyện thế gian nữa, chúng ta phải biết đạo. Mà xét qua cái này thì chúng ta thấy cái chữ biết, trí tuệ này chúng ta chưa có. Ở đây kính thưa quý vị, cái chữ biết hay còn gọi là trí tuệ, chúng ta phải hiểu qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cái biết của thức tri. Hôm nay chúng tôi chia sẻ hơi sâu vô Phật Pháp một tí, mong quý vị chúng ta tập trung lắng nghe. Tôi chúng cái biết thứ nhất gọi là cái biết của thức tri. Thức tri là gì? Thức tri tức là biết qua 6 cái giác quan. Đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Một chúng sanh, một con người thì có 6 giác quan này. Tức chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và khi mắt thấy cảnh sắc thì nó sẽ cho ra một cái biết gọi là tâm nhãn, nhãn thức. Tức là cái biết mà qua con mắt. Cũng vậy, lỗ tai nghe âm thanh
cho chúng ta một cái biết, gọi là cái biết của nhĩ, nhĩ thức. Rồi lỗ mũi nghe mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, cho chúng ta ra 6 cái biết. Mà cái này thì ai cũng có. Ngoại trừ lúc chúng ta ngủ thì ta mới rơi vào hậu kiếp. Nhưng khi chúng ta thức dậy là bắt đầu 6 cái giác quan này, nó bắt đầu nó tiếp xúc với 6 cảnh trần, để cho chúng ta ra 6 cái biết. Tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Cái này thì ai cũng hoạt động hết, ai cũng có hết. Như vậy thì cái biết thứ nhất gọi là cái biết do thức, thức tri. Chúng ta tạm gọi danh từ là thức tri. Cái biết thứ hai là gì? Cái biết thứ hai là cái biết của tưởng tri. Tưởng tri. Sanh nhà ná tức là cái biết cái tuệ của cái tưởng tri. Tưởng tri là gì? Tưởng tri tức là cái biết này do kiến thức, do chúng ta đi học ở học đường, từ lớp 1 cho tới đại học, có thể ra cử nhân hay là thạc sĩ hay là tiến sĩ, để chúng ta có một cái trình độ kiến thức và chúng ta có sự hiểu biết. Thì cái biết này hoàn toàn do tưởng tri. Ví dụ như một vị bác sĩ, họ giỏi về y thuật chuyên môn, mà từ đâu họ giỏi, từ đâu họ biết, là do họ có quá trình họ học. Họ có thể là mổ xẻ, băng bó, chích thuốc, trị bệnh, vân vân. Thì cái này cũng gọi là một cái biết nha. Cái biết này gọi là cái biết của tưởng tri. Một vị kỹ sư, tại sao họ biết xây dựng nhà cửa, cầu đường, biệt thự, nói nôm na là về mặt xây dựng. Mà họ biết được như vậy là do đâu? Do cái kiến thức học đường họ học. Chứ nếu họ học, họ không biết. Như mình bây giờ là mình vào y khoa là mình thua rồi. Thôi mình không biết chích thuốc, mình cũng biết khám bệnh, mình cũng biết mổ xẻ. Nhưng mà đối với một cái vị bác sĩ thì họ làm được. Bởi vì họ có cái gì? Họ có cái kiến thức. Mà cái kiến thức này từ đâu ra? Từ học đường mà họ ra. Từ họ do họ học mà họ có. Mà do đâu học mà có? Họ học là do họ có cái tưởng tri. Hiểu cái tưởng tri không? Tức là họ nhớ lại. Giống như mình đi học, mình thi thì mình phải nhớ. Nhớ bài mình làm. Rồi họ đi thực tập. Họ tập đi học lại, họ nhớ lại. Họ đã từng làm đi làm lại. Thì cái này thì ở ngoài đời nó kêu là kiến thức, trình độ gì đó, chuyên môn gì đó. Nhưng mà ở trong Phật giáo mình thì cái biết của cái vị bác sĩ này, cái biết của ông kỹ sư này, cái biết của một người học thức là đều do tưởng tri. Tưởng là gì? Là nhớ lại. Mình đi học thật sự ra là mình chỉ phát huy cái tưởng tri thôi. Mình học bài á, chẳng hạn như bây giờ mình học một cái bài học nào đó, mình đọc xong cái mình nhắm mắt lại, mình tưởng tượng ra, mình nhớ lại, để mà mình trả bài, để mà mình thi cử, để mà mình làm một cái bài tập nào đó. Thì cái đó, một cái danh từ Phật học gọi rất là chính xác, đó là tưởng tri. Kể cả ông đó là tiến sĩ hay là bác sĩ hay kỹ sư, thì họ cũng phải trải qua một cái quá trình học đường. Mà khi họ học như vậy thì họ phát huy cái gì? Cái sanh nha, tức là cái tưởng. Cho nên cái người nào mà họ có trí nhớ mà nhiều đó, thì đơn giản là cái người này họ có cái sở hữu tưởng nó mạnh thôi. Đơn giản nó có sở hữu tưởng, tức là trong một cái tâm nó có là xúc thọ tưởng tư, nhất hành mạng quyền tác ý. Đây là 7 cái sở hữu biến hành. Sở biến hành là nó sẽ một trong những cái yếu tố căn bản để mà hình thành ra một cái tâm. Thì tất cả chúng ta đây ai cũng có hết á. Thì có là xúc thọ tưởng tư nhất hành. Xúc thọ tưởng tư tức là đều có sở hữu tưởng trong tâm hết. Một cái tâm sanh ra đều có sở hữu tưởng hết. Nhưng mà có người thì rất là mạnh, có người thì rất là yếu. Có người thì học bài rất là mau, nhớ nhanh, nhớ lâu,
Có người thì nhớ chậm, lâu nhớ mà lại mau quên. Có người thì họ mau nhớ mà mau quên. Có người thì mau nhớ mà lâu quên. Có người chậm nhớ mà lâu quên. Có người chậm nhớ mà cũng mau quên luôn. Có bốn trường hợp. Mà thường thì chúng ta rơi vào cái trường hợp thứ tư là đã lâu nhớ rồi mà lại mau quên. Cái tưởng mình đi học thì lâu, lâu nhớ nhưng mà lại mau quên. Tại vì mình không có cái tưởng, cái sở hữu tưởng đó mà. Như vậy thì cái tưởng tri tức là cái biết qua kiến thức học hỏi từ bạn bè, thầy cô, từ học đường, thậm chí kể cả những cái ngành chuyên môn như là y học trở thành bác sĩ, hay là xây dựng trở thành vị kỹ sư, vân vân. Thì cái người này đều dùng cái tưởng tri. Cái tưởng tri để mà biết, để mà chúng ta nhận thức được nữa thì nó qua cái khía cạnh thứ hai là qua kinh nghiệm. Tức là từ đâu mà chúng ta biết là té là đau, ăn muối là mặn, ăn đường là ngọt. Nếu mà từ đầu mình chưa có kinh qua đó, chưa có trải qua thì mình không biết nha. Cái đứa bé đó hoàn toàn nó không biết là té ở đâu đâu, nhưng mà nó té nhiều lần. Cho nên bây giờ là nó có cái sự kinh nghiệm, nó biết té ở đâu. Rồi mình ăn muối, mình biết mặn. Thì cái biết này cũng là tưởng tri. Mà ở góc độ là kinh nghiệm, mà người lớn chúng ta có rất là nhiều. Tức là chúng ta có những cái kiến thức căn bản của cuộc sống, mà từ cái bài học chúng ta rút ra là kinh nghiệm. Từ đâu chúng ta biết trời mưa là phải mang áo mưa theo để tránh mưa, nắng thì che dù. Tất cả những cái biết này đều là do kinh nghiệm. Từ đâu chúng ta biết mà dầm mưa giải nắng là bệnh, thì tất cả những cái kiến thức này đều do kinh nghiệm. Tức là mình đã trải qua rồi, mình cũng từng mắc một cây mưa, mình cũng từng dăng nắng một buổi để rồi mình về mình bệnh. Thế là từ đó về sau mình có một cái biết vô cùng đặc biệt, đó là kinh nghiệm. Mình chỉ cần thấy trời mưa mình không dám đi ra, trời nắng mình không dám dăng nắng, là bởi vì mình biết dăng nắng tắm mưa sẽ mắc mưa sẽ bệnh. Thì cái biết này cũng từ ở cái tưởng tri mà ra. Như vậy thì cái biết của tưởng tri là cái biết của kiến thức và kinh nghiệm. Và cái biết thứ ba là cái biết của tuệ tri. Hôm nay chúng tôi muốn quý vị là nâng cao cái biết thứ ba này, thì mới gọi là khác nhau ở một cái nhìn. Khác nhau ở một cái nhìn, đời hư hay thật, tâm mình sáng soi. Cái nhìn bằng cái biết của cái câu nói là khôn cũng chết mà dại cũng chết, chỉ có biết mới là sống. Thì cái biết thứ ba này là cái biết của tuệ tri. Kính thưa quý vị, cái biết của tuệ tri chúng ta phải nhìn qua hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là khía cạnh nhân quả. Chúng ta tập nhìn cuộc đời này qua lăng kính nhân quả, thì chúng ta sẽ có được cái bước thứ nhất của tuệ tri. Đức Phật là một đấng toàn tri toàn giác, không phải là đấng toàn năng. Có nghĩa là Ngài biết cái vấn đề này xảy ra do nhân gì, duyên gì. Đó. Ngài nhìn một chúng sanh đang bị trả nghiệp, Ngài biết do cái nghiệp gì. Nhớ vậy, tức là Đức Phật Ngài hiểu rõ được cái nhân. Còn mình nhiều khi mình không biết, mình nhiều khi mình không biết được cái nhân quả, cho nên mình cứ tưởng đâu là ai trừng phạt mình, hoặc là trời Phật nào đó trừng phạt mình, hay là một cái đấng thần linh thượng đế nào đó trừng phạt mình, vân vân và vân vân. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài nhìn rõ được cái nhân và cái quả. Cho nên cái tuệ tri thứ nhất là cái người Phật tử chúng ta nên nhìn, đó là nhìn qua lăng kính nhân quả. Nghĩa là sao? Các pháp sanh ra đều có nhân duyên hết, không có cái gì mà có nhân duyên. Cho nên mới có câu rằng là đâu có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đâu xa. Như vậy thì khi mà mình nhìn qua cái tuệ tri, tức là mình nhìn qua cái lăng kính nhân quả. Ở đây thì các Phật tử chúng ta ai cũng tin nhân
nhân quả. Nhưng mà cái tin của mình ở góc độ là tưởng, tưởng tri là sao? Tức là mình học rồi mình nhớ. Cái nói là nhân lành cho quả vui, nhân ác cho quả khổ. Các pháp sanh ra đều có nhân duyên, mình nói vậy thôi. Nhưng mà mình chưa có tỏ ngộ được. Nếu như mình mà tỏ ngộ được nhân quả, hay dùng cái từ trong Phật giáo hay là tin sâu nhân quả, thì mình sẽ không có cái sự buồn về cái thế gian này, không có cái sự than vãn về thế gian này. Có gì đâu mà than, có gì đâu mà buồn, bởi vì nhân quả mà, thấy không? Tất cả đều do nhân quả trên, đều có gì đâu phải buồn. Chính vì mình không tin sâu, mình tin bằng cái tưởng tri thôi, mình chưa có tin bằng cái tuệ tri, cho nên nhiều khi mình cảm thấy buồn cho số phận, buồn cho cuộc đời của mình, buồn cho cái chuyện trái ngang của thế gian, buồn cho cái người này người nọ, vân vân và vân vân. Như vậy thì cái người mà còn buồn đó, thì cái người này theo chúng tôi là chỉ hiểu nhân quả qua tưởng tri thôi, chứ chưa có tuệ tri. Cho nên cái câu mà chúng tôi nói là biết đạo không buồn chuyện thế gian nữa. Một ngày đó mà thấy cái tâm của mình nó bớt buồn với chuyện thế gian là lúc đó mình đã có một chút gì tuệ tri mà mình tin sâu nhân quả. Tin sâu nhân quả là sao? Tức là mình biết khi mình còn luân hồi sanh tử, đời này đời sau thì mình phải còn trải nghiệm. Nhân quả là nghiệp báo. Như vậy thì mình xác định rằng là ta sanh ra đời là để trả nghiệp. Nghe cho kỹ cái chữ này, trả nghiệp. Nghiệp thiện, mình thường mình dùng cái từ trả nghiệp này là cho cái mình trả cho cái nghiệp ác, cái quả khổ mình gọi là trả nghiệp. Nhưng mà cái chữ trả nghiệp mình hiểu một cách rốt